Con chào các cô ha. Dạ hôm nay thì con lai nhanh thôi, con lai nhanh thôi. Tại vì á là hôm con có hứa với các cô á là khi nào mà giải Tôn Nhung mà quần dài á, cái đợt mà con lai mà Tôn Nhung mà giá 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 chuyến này con xin phép lên 5.000 ha, tại vì cái xưởng họ lên á, lên là bắt buộc con cũng phải lên. Dạ cái chuyến mà con bán Tôn Nhung quần dài á là các cô rất là thích luôn, cho nên đó là các cô có hỏi con khi nào về, khi nào về, thì hôm nay họ đã mai, họ đã mai và họ đã về á. Dạ tay cục ha các cô, mẫu này nè các cô. Dạ tay cục size 2 với size 5 thì cùng mẫu ha, cho nên là con like size 2 với size 5 trước ha. Dạ cái mẫu mà nó có cái nó dằn dằn ngay cái ngực mình, nó có dập lai á, dập dập hai đường á các cô. Cái mẫu này nè, dạ cái mẫu này nè con bán ha, con bán là có giá là 100.000 một bộ ha, bằng với đồ 5D quần dài cách cánh tiên của con hôm qua. Dạ đây size 2 ha, size 2 và size 5 ha, mã 1 con lai ha, con lai size 2 và size 5 mã 1. Cái chất liệu vải này rồi chắc con xin lỗi, cái chất liệu vải này con đã bán qua rồi, cho nên là con cam đoan là nó mát mịn và mặt rất là êm ạ. Con được phản hồi không mát rất tốt về cái chất liệu vải này ạ. Dạ hôm nay là bên sữa họ về được 10 mẫu 10 màu á. Dạ đúng rồi, 10 mẫu 10 mèo ha. Nhưng mà size 2 với size 5 thì là cùng chung một màu. Dạ là 50 55 rồi 70 75. Dạ, 70 75 ha, là phát phơm người ha, cái phơm người. Dạ đây. Tôn Nhung ha, con cam đoan ha, con cam đoan giải của con là Tôn Nhung ạ. À. Mặt rất là mát. Chất liệu vải này rút ít thôi các cô, rút ít không phải là không rút. Dạ, mã 1. Mã 2 của con là một em đen. Mã 2 là một em đen. Dạ đây, tay cục ha. Tay cục nền đen ha. Nền đen mà phối với cái màu này thì nó không có nổi đâu à. Màu này màu tối ha. Mã 2 con nhung một bộ có giá là 100.000 ha các cô. Mã 3 là một em đỏ à, một em nền đỏ ha. Mã 3 một bộ có giá là 100.000 ha các cô. Trước Tết thì con có bán là 95. Dạ, sau Tết thì con xin phép lên 5.000 ha. Nó dằn một đường ngay ngực là các cô. Cái chất liệu vải này là rất là đẹp ha. Con nhập mẫu này là mẫu mới ha, mẫu lô mới ha. Mã 3 size 2 và size 5 con có ha, size 2 và size 5 giúp con ạ. Và một hồi nữa con sẽ like size 3 và size 4 ha. Mã 3 mã 4 của con là một em cam. Cam này là cam đất chứ không phải là cam chói, cam sáng đâu ạ, cho nên đó là các cô đừng có sợ ha. Dạ nó là một nền tối ha, nó không sáng đâu ạ. Mã 4 ha các cô, rất là đẹp luôn. Mã 4 con chỉ có 10 mã thôi, 5 màu cho size 2 với size 5 và 5 màu cho size 5 màu cho size 3 và size 4. Mã 5 của con là một em nền đen, tiếp tục là em một nền đen ha, một em nền đen nhưng mà bông này là bông cam, còn hồi nãy là bông vàng ha các cô, hồi nãy là bông vàng. Mã 5 dạ, mã 5 ha, rất là đẹp ha các cô, bông này rất là đẹp ha, rất là nhu luôn. Dạ con cho con có sao nè. Dạ cực kỳ đẹp ha, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Mặt thì mát, bao mềm, bao mịn luôn à. Chất liệu vải thì khỏi chơi à. Dạ phản hồi về độ vải này thì không chơi vào đâu được ạ. À. Vậy là con có 5 mã cho 5 màu ha, 5 màu và size 2 và size 5 thôi ạ. À. Size 2 và size 5 thôi. Con tiếp tục lên size 3 và size 4 ạ. À.
size 3 và size 4 của con thì màu khác ha. Các cô thông cảm ha, tại bên xưởng họ họ may là size 2 với size 5 là đi chung, còn size 3 với size 4 là đi chung. Cho nên đó là các cô hoan hỷ khi mà nằm từ 60 đến 70 kg á thì các cô lựa giúp con qua cái từ mã 6 đến mã 10 ha. Dạ rồi, con lên nhé. Mã 6 của con. Mã 6 cũng là một nền đen luôn. Các cô mà có thích lỡ thích mã 2 với mã 5 á thì các cô có thể qua mã 6 cũng nền đen luôn. Nhưng mà họ tiếc là hình chiếc lá vẫn đẹp mà rất là đẹp và không chơi vào đâu được đâu ạ. Cái vải thì khỏi chơi à. Cái chất liệu vải thì như nhau à. Chỉ có họa tiết là khác nhau thôi ha. Dạ, mã 3 và size 3 và size 4 ha. Con like từ mã 6 và mã tới mã 10 ha. Con đi, em dắt mì ra ngoài giùm chị đi. Dạ, cái quần này ha, cái quần này rất là đẹp ha, cái đường chỉ nó họ may nè các cô. Dạ rồi, chất liệu vải thì khỏi chơi đâu ạ, à. Chất liệu vải thì khỏi chơi đâu ạ, à. 60 đến 70 kg ha, 60 đến 65, à con xin lỗi, 55 cho đến 65 ha, là xe 3, xe 4. Mã 7 của con là một em nền đen nữa. Nhưng mà hồi nãy là bông xanh, nền là xanh thì bông này là bông cam. Rất là nhiều sự lựa chọn luôn ạ. À. Rất là nhiều, không thích lá thì mình chuyển qua bông ha các cô. Mình không thích lá thì mình chuyển qua bông. Có nhiều sự lựa chọn luôn, hoa sen đó các cô. Bông hoa sen ha, cho mã 3, cho size 3 và size 4 mà các cô. Cho những cô mà từ 55, 60, 60 đến 65 kg ha. Cho 55 đến 65 kg giúp con ha. Từ 65 đến 70 thì 75 thì lấy giùm con qua size em. Size 5 à. Mã 8. Mã 8 của con là một nền đỏ. Nền đỏ ha, mã 8 của con là một nền đỏ. Nền đỏ. Nền đỏ ha. Dạ đây quá đẹp phải không các cô? Cái nền này rất là hợp với lứa tuổi trung niên luôn ạ. À. Hợp rất là hợp với các cô luôn ạ. À. Con chắc chắn cam đoan là mặc mấy bộ đồ này mà các cô đi chợ hoặc là đi chơi hay đi dạo phố cũng được à. Rất là hợp luôn ạ. À. Cổ là cổ tròn ha, có một cái nơ đính ở đây, cái phơm áo đây. Tay thì tay cục ha. Dạ. Cái quần mã 8 ha, mã 8 tương ứng cho người xây từ xây 3 đến xây 4 ha. Dạ màu vàng mã 9 là một em màu vàng, nhưng mà vàng này không phải là vàng chói dung nãy màu cam đâu cô, vàng này giống như vàng đất vậy đó. Cho nên là cái nền nó hơi sậm lại chứ không phải là chói đâu ạ. À. Wow, bông này đẹp đúng không ạ? À? Bông này đẹp lắm lắm các cô. Dạ đây bông nhỏ ha, bông nhỏ điều phối màu rất là hợp lý luôn ạ. À. Bông thì bông đen trắng mà nền thì nền vàng làm cho nổi bật cái hình bông lên luôn. Dạ đây cái phơm áo ha, cái quần cực kỳ sang luôn ha, các cô có thích các cô chọn giúp con ha. Dạ mã 9 ha, con còn một mã nữa, một mã cuối cùng, mã 10. Đen. Dạ đây dạ cái nền đen ha, cái từ mã size 3 size 4 á, họ bên xưởng họ may là chủ yếu là lá nhiều ha, lá nhiều. Dạ đây mã 10 của con ha, mã 10 ha, một hình la đa. Cái này phải la đa không ta, con nhìn thấy nó tự bự nên con nghĩ là la đa mà con không biết phải không. Dạ con là con nhung ha, con bảo đảm ha, chất liệu vải là giống như đợt hổm con ha. Con đã bán qua rồi á, cho nên là các cô đừng có sợ ha. Dạ rồi, một bộ của con là con xin nói lại ha, có giá là 100.000, một bộ của con là con có giá là 100.000 ạ. Con chỉ lên, hôm nay con lên nhanh thôi, con chỉ lên 10 mẫu, con giới thiệu đến các cô ha, con đã về hàng.
Dạ, với lại là con giới thiệu cái bộ đồ ha. Bộ đồ này là con like hình như là rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chất liệu vải là rất là ok ha các cô. Cái độ vải khi giặt qua, con thì giặt mấy giặt ha các cô, nhưng mà nó không bị xù lông. Dạ, đây con cho cô các cô xem. Đồ này con vẫn đang bán ha, không bị xù lông ha. Chỉ có cái quần thì nó chỉ rút lên, nó rút lên là một hai lần à. Các cô đã thấy ha, nó rút lên hôm bữa con mặc ở dưới đầu đó, nhưng bây giờ nó rút lên chắc này có hai phân. Dạ, vẫn vừa ha các cô. Áo thì không phải là ngắn, nó vừa luôn, nó không rút áo mà cái quần thì nó rút ha các cô. Dạ đây, vẫn rộng ha, rộng ha, không bị xù lông ha các cô. Chất liệu vải, chất liệu vải bên con là bảo đảm cam đoan ha các cô. Khi nào mà cái mặt hàng nào mà con bị phản hồi mà không được tốt thì con chắc chắn cam đoan với các cô một điều rằng là con sẽ không nhập đồ đó về bán nữa. Con sẽ nhập những mặt hàng nào mà có chất lượng để đưa đến cho các cô, các cô tin tưởng con và yêu thương con nhiều hơn ạ. Dạ, các cô có thể mua đồ bên con qua số điện thoại là hoặc là kết bạn Zalo với con là 0343 300 210 ạ. Con xin phép xuống like tại đây ha. Con cảm ơn các cô đã đăng ký like và chia sẻ kênh của con được rộng rãi nhiều người biết đến ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại các cô ạ.